Xin chào anh em. Ở đây chúng ta có bàn phím kiểu chích LED với đèn LED nền ở bên dưới. Chúng ta có một cái trackpad và tổng thể chúng ta có một cái cụm bàn phím và trackpad rất là gọn gàng. Tuy nhiên thì đây không phải là một cái phụ kiện, mà đó chính là Samsung Galaxy Book 2 360 độ Pro. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ với anh em nhiều hơn về cái chiếc laptop rất là đáng chú ý này. Và điểm đầu tiên mà mình cảm thấy ấn tượng trên cái chiếc Galaxy Book 2 Pro 360 này chính là rất là nhẹ và rất là mỏng. Anh em có thể hình dung rằng á, nếu mà anh em đã sử dụng những cái tập tài liệu để mà anh em chứa những cái loại tài liệu ở bên trong á, thì nó sẽ giống như vậy. Anh em có thể thấy rằng nó giống như là một cái bìa cứng mà anh em có thể mở ra như thế này. Rất là gọn gàng và rất là mỏng luôn. Tổng thể á, thì chúng ta sẽ có một cái lớp vỏ kim loại ở bên ngoài, sờ rất là mát tay và rất là dễ chịu luôn. Tuy nhiên thì tay mình đổ mồ hôi hơi nhiều cho nên nó sẽ hơi bám phần tay một chút xíu. Mặt lưng đơn giản chỉ là một cái dòng chữ Samsung ở đây, ngoài ra thì không còn cái gì khác nữa. Tương tự như là những cái chiếc laptop khác trong cái series Galaxy Book 2 mà Samsung họ giới thiệu ở thời điểm hiện tại, thì nó vẫn có cái ngôn ngữ thiết kế là tối giản với những cái đường cắt rất là sắc cạnh như thế này, nhìn rất là hiện đại. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái vị trí bản lề ở hai bên như thế này, có thể nhìn thấy từ phía sau, và nó sẽ có nhiệm vụ để kết nối cái phần màn hình với lại cái phần base ở bên dưới. Nhìn từ cái hướng này á, thì anh em có thể thấy rằng chúng ta sẽ có một cái chiếc máy với cái phần màn hình ở bên trên rất là cân đối. Cái phần đế bên dưới á, thì nó sẽ được vác lại xuống từ ở vị trí gắn với lại bản lề cho tới cái vị trí như thế này. Ngoài ra thì cái phần mặt bên dưới nó cũng được vác bo cong nhẹ như thế này xuống ở phần mặt chân đế. Và vì vậy cho nên là khi anh em nhìn vào chiếc máy này, nó sẽ cho anh em cái hiệu ứng thị giác là nó mỏng đi đáng kể khi mà anh em nhìn vào. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khe cắm thẻ nhớ micro SD, một cái cổ cắm USB-C cũng như là một jack tai nghe 3.5. Ở cái cạnh còn lại thì anh em có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có thêm bộ đôi cổng USB Type-C nữa, cùng một cái đèn báo trạng thái hoạt động của pin. Đơn giản vậy thôi. Và đây là mặt dưới, chúng ta sẽ có vị trí của những cái núm cao su để đỡ máy lên không quá cao. Hai bên đây thì chúng ta sẽ có hai cái cụm loa để nó đánh xuống bên dưới và âm thanh thì sẽ dội lại trở lên cái vị trí tai của người nghe. Ở đây thì chúng ta sẽ có một loạt những cái lưới tản nhiệt. Nhìn tổng thể một chiếc máy rất là chắc chắn, rất là cứng cáp luôn, không hề có trạng thái ọp ẹp đâu anh em à. Mặc dù đây chỉ là một cái phiên bản được demo tại sự kiện thôi, nhưng mà mình cảm thấy được cái sự chắc chắn và nhẹ nhàng, thoải mái và hiện đại của nó. Mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó khi mà cái chiếc máy này làm được rất là nhiều trò bên trong. Chúng ta sẽ có một cái màn hình AMOLED với cái kích thước là 15.6 inch ở cái phiên bản lớn nhất. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có cái khả năng cảm ứng trên màn hình. Chi tiết hơn một xíu về màn hình này thì anh em có thể thấy rằng chúng ta sẽ có một cái phần viền màn hình đó, nó rất là mỏng. So với lại cái kích thước 15.6 inch thì có thể nói đây là một trong những cái chiếc laptop 15.6 inch có cái màn hình mỏng, đẹp và sáng tới mức độ như thế này. Và đây là phần webcam của cái chiếc máy này, và Samsung họ cho biết là họ đã nâng cấp cái webcam của cái chiếc Book 2 Pro 360 này lên độ phân giải là 1080, và nó kết hợp với lại cái trí thông minh nhân tạo để tăng cường cái chất lượng khi mà chúng ta video call qua những cái nền tảng như là Zoom, Google Meet hay là Microsoft Teams, để nó phù hợp hơn với lại cái xu thế hybrid working vốn đang rất thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Phần viền bên dưới thì nó vẫn còn tương đối dày một chút xíu, và xét với ngay bên dưới là một cái vị trí kim loại để nó tiếp xúc với lại cái phần bản lề như thế này. Tổng thể thì anh em mở máy ra, anh em sử dụng, anh em thấy rằng nó rất là chắc chắn luôn. Điều đó đồng nghĩa với việc là hai cái phần bản lề đây hoạt động và nó có cấu trúc được thiết kế rất là tốt. Tất nhiên nó là 360 độ cho nên nó có thể làm được cái vị trí như thế này nữa. Nó có thể mở ra và gập lại xuống hết như thế này luôn, biến nó trở thành một cái chiếc máy tính bảng 15.6 inch siêu to khổng lồ. Và đã là máy tính bảng của Samsung thì nó phải có bút S Pen, và đây chúng ta có bút S Pen. Và tương tự là những cái thiết bị khác có hỗ trợ bút S Pen thì chúng ta cũng sẽ có làm được rất là nhiều trò. Có thể vẽ, viết và điều khiển trên cái màn hình này trong cái môi trường Windows thay vì là môi trường desk hay là cái môi trường hiệu hành Android giống như là những cái thiết bị di động khác như là điện thoại hay là máy tính bảng. Và quay trở lại những cái chức năng chính của một chiếc laptop thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím full size ở đây với cái cụm phím numpad ở vị trí bên phải. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nút tắt mở nguồn kim cái cảm biến vân tay để sử dụng tính năng Windows Hello. Thì mình thấy rằng bàn phím nó có chất lượng cao hơn rất là nhiều so với lại cái chiếc Book 2 phiên bản bình thường. Anh em có thấy rằng cái cảm giác gõ vào từng cái phím nó rất là chắc chắn, nó rất là dễ chịu luôn. Ngoài ra nữa thì mình thấy rằng cái hành trình phím nó được thiết kế khá là vừa vặn để nó vẫn cho cảm giác gõ rất là vật lý, rất là có cảm xúc.
đồng thời thì nó vẫn đảm bảo được cái thiết kế cũng như là cái ánh nhìn nó khá là hiện đại. Cái phiên bản mình mượn được ở đây là phiên bản màu đen graphic. Ngoài ra nữa thì chúng ta còn có phiên bản màu trắng và có cả phiên bản màu đỏ nữa. Thêm một thông tin khác thì dưới từng phím này chúng ta sẽ có đèn LED light ở bên dưới. Sát bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái trackpad với cái kích thước khá là lớn. Và có thể nói đây là một trong những cái chiếc laptop 15 inch 6 inch có cái kích thước tổng thể khá là gọn. Đồng thời thì có trackpad, nó có kích thước lớn, chiếm một cái tỷ lệ khá là lớn trên tổng thể cái vị trí bề để tay như thế này. Về cấu hình của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có cái nền tảng Intel thế hệ thứ 12 với những cái tùy chọn là i5 hoặc là i7. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn 8GB RAM hay là 16GB RAM, 32GB RAM và tùy chọn bộ nhớ là 256, 512 hay là 1TB. Và anh em có thể cắm thêm thẻ nhớ microSD để mở rộng cái dung lượng bộ nhớ của chiếc máy này ra. Một trong những cái điểm đáng ấn tượng của cái chiếc máy này để góp phần tăng cái tính di động của chiếc máy này đó chính là nó không chỉ hỗ trợ Wi-Fi 6 mà ngoài ra nó còn tích hợp kết nối 5G ở bên trong chiếc máy này. Và từ đó thì nó cho phép chúng ta có nhiều kịch bản sử dụng hơn và đa dụng hơn với một cái chiếc laptop như thế này. Và Samsung họ đã nói rất nhiều trong cái mối hợp tác với lại Microsoft, và vì vậy cho nên là cái sự liên lạc khi mà hoạt động giữa những cái chiếc máy tính bảng hay là những thiết bị khác của Samsung với lại cái chiếc laptop này nó cũng sẽ được thực hiện một cách rất là dễ dàng, bao gồm các việc là truyền tải dữ liệu file rồi cả những cái việc mà phối hợp hoạt động giữa cả hai bên nữa. Về pin thì chúng ta sẽ có cái viên pin lên tới là 68 Wh, và Samsung họ cho biết là nó có khả năng hoạt động được 2 ngày, và tất nhiên nó tùy theo cái kịch bản sử dụng của chúng ta. Ở nhiều hình ảnh hơn hay là những thông tin khác thì anh em có thể là bấm vào link bên dưới để xem. Bây giờ thì mình là Minh Đức trên Tinh Tế với anh, và hẹn lại em những video khác.